là tầm bao nhiêu ván em ơi? Tầm 9 đến 10 ván, chính xác là 10 ván đi. Nếu 10 ván mà ba trắng hoặc ba đỏ nha, nó không về liên tiếp ấy, nó không về nha, không về luôn ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ đặt cái còn lại. Ví như hiện tại này, ba đỏ 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 đấy nha, ván này đặt ba đỏ được này. Ván này đặt ba đỏ được này, ván nó bắt đầu đặt ba đỏ này. Và khi em đánh cách này thì chỉ phù hợp với anh em đó là ăn non thôi nha. Nhớ là ăn non thôi anh em ơi. Ăn non thôi nha. Và đương nhiên là hôm nay mình không cần ăn nhiều đâu. Bởi vì các bạn nhớ rằng này, anh em chỉ đánh ba trắng hoặc ba đỏ thôi nha. Và hôm nay mình quyết định chọn tròn ba đỏ. Nhưng mà phải nhìn cái cầu này để mà đánh nha. Chờ chọn thời điểm hợp lý nha. Thì lúc đấy các bạn chỉ chờ đợi đó là chờ đợi, các bạn nhớ là này, 4 lần anh em chỉ cần thắng một lần, anh em đã thắng tất cả, trước đó anh em thua rồi, đúng không? Thành ra nên đánh phải cẩn thận cho mình. Đừng có vội, có thể 5 đến 6 ván đến 7 ván em không thắng là điều rất bình thường. Nhưng mà anh em phải tính toán phân bổ vốn làm sao. 5 lần, 6 lần không trúng, nhưng mà lần thứ 7 đặt trúng ấy là các bạn thắng được tất cả, trước đó các bạn đã thua rồi. Cho nên tốt nhất các bạn chia vốn là càng nhỏ càng tốt nha. Tốt nhất các bạn chia ít nhất là 100 lần đến 50 lần gì đó. Thì hôm nay mình chia khá là nhỏ anh em. Mình chia vốn này không không to quá là to đâu. Mình bình thường là chia tầm đó là 50, ít nhất là 50 đến 100 lần. Nhưng mà hôm nay mình chia 30 lần thôi anh em ạ. Thì đương nhiên là mình phải chọn cái thời điểm hợp lý mình vào chơi thôi. Nhưng mà có thể là mình thua điều bình thường nha. Nhưng mà mình phải giữ bình tĩnh đã anh em ạ. Đó, 3 ván liên tiếp không thua. Ba ván liên tiếp không thắng này anh em ạ. Căng không? Quá căng luôn đấy chứ. Thì ván này mình phải đặt bao nhiêu? Ván này 4 lần, nếu đặt ván này trúng ấy thì mình sẽ hòa vốn. Nhưng mà trừ các chi phí một lần đặt được, cho nên mình phải đặt 600 ván này. Nếu thua ván này mình sẽ mất 21. Thì ván sau ít nhất mình phải đặt 700, đúng không? Đấy, đó là cách chơi mình nha. Đấy, trúng này anh em này. Đấy, em thấy không? Trúng rồi. Trúng rồi anh em ơi. Hòa vốn ngay liền anh em ạ. Cho nên chơi ấy nhỉ, anh em chia vốn là càng nhỏ càng tốt và ăn càng nhỏ càng tốt nha. Cho nên là cách phương pháp này mình chỉ có là phương pháp chia sẻ anh em thôi. Còn cách đánh em làm sao để thắng nó ấy, thì đương nhiên là phải kiềm chế cảm xúc và phân bổ vốn làm sao hợp lý. Và anh em phải kiềm chế theo phong cách đó là ăn non. Chứ ví dụ anh em ngày nào cũng tham ăn, ồ đó anh em thấy không? Hai bàn thắng liên tục kìa, ngon thế. Đấy, hai bàn thắng liên tục là gần đạt mục tiêu, bởi vì mục tiêu mình lên 20 mình sẽ nghĩ. Ví dụ mục tiêu mình ăn non là 1 mê thôi. Và lúc đấy giờ mình ăn được rồi đây. Mà không anh em, mục tiêu mình lên 20 mê là mình thắng 4 mê đấy anh em. Bởi vì khi nào mình như vậy, mình số vốn bao nhiêu mình ăn lên tròn mình sẽ nghĩ anh em ạ. Đương chơi gì quan trọng nhất là phải hên rồi anh em ơi. Là không hên thì chơi kiểu gì mà thắng. Ui, thắng nữa này anh em. Ui, ngon thế. Thì bây giờ mình đã gần được hoàn thành được vốn rồi không? Thì bây giờ mình sẽ chia vốn nặng nhỏ hơn nữa. Là bây giờ mỗi lần mình đặt 300 thôi. Và lúc đấy là anh em đừng có tham anh em ạ. Thường thường anh em gần thắng được rồi nhưng mà anh em vẫn cứ tham. Và sau đó em chỉ còn một cái nịt thôi. Đừng có nên như vậy anh em ạ. Gần lên được rồi thì anh em phải chia vốn lại cho mình đi. Đúng không tham. Đấy, ván này mình mà đặt 500 mình toang rồi đấy. Lỡ mà em một chuỗi 10 đến 2 ván nó không về liên tiếp như lúc này thì sao? Đúng không? Thành ra các bạn phải chia vốn ra làm sao hợp lý nha. Khi đã thắng được đến rồi, các bạn chia ra nhỏ hơn. Đừng có cứ tham lam mà sau đó tí nó còn một cái nịt thì lúc đấy mới nói giá nhé. Lúc đấy em đánh như thế này hay là giữ bình tĩnh hơn thì có thể thắng rồi. Không nó được giá như anh em ạ. Thắng là thắng, thua là thua thôi. Chứ đéo có chuyện giá như đâu. Bởi vì anh em biết rồi, ăn thì 100% thằng nào chơi nó muốn ăn nó cả thôi, đéo ai không muốn ăn nó đâu. Trúng rồi, mày anh em, mày nó trúng ấy. Đấy, còn có 500 là mình đã hoàn thành mục tiêu này, đúng không? Cứ bình tĩnh thôi, bây giờ đặt 300 thôi. Cứ đặt 300 nhỏ nhỏ lại như vậy thôi. Mình không thể tham lam được. Tham lam là mình công nhận là mình có thể ăn được mà. Mà thôi nha, tốt nhất là mình không nên tham lam. Tham lam chỉ là mình nịt thôi nha bạn, nịt thôi. Rồi ba trắng kìa. Quan trọng cứ bình tĩnh thôi nha. Không vội được đâu. Ăn thì ai chẳng muốn ăn nói anh em đúng không? Mà cuộc chơi thì anh em biết rồi. Có thể ngày hôm nay em ăn được nhưng mà ngày mai em thua hết là điều bình thường à. Trời ơi, ván này có phải thắng hay có phải ngon không? Thằng phá nó nghỉ đấy, nó nghỉ luôn ấy. Nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em ạ. Còn thực tế nó đéo cho thắng ấy anh em ơi.
300 ván này này. Chơi này ai biết được điều gì anh em ơi, đúng không? Trời ơi đen thế ta. 3 ván rồi. 3 ván mất 900 rồi anh em ạ. Thì ván này ít nhất là mình phải đặt 300. Thôi mình đặt 400 luôn đi. Ví dụ ván này thua ấy là mình mất 1,3 triệu, đúng không? 1,3 triệu lần đấy anh em ạ. Thì ván sau phải đặt 500 thôi. Trời ơi, thua tiếp kìa anh em ơi. Thấy không anh em ơi, đen thế chứ. Đen thế chứ anh em ơi. Tình phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Thêm 200 đi anh em ạ. Cho tròn 2 mê luôn anh em. Thua ván này là thua 2 mê luôn anh em ạ. Thì ván sau phải đặt 700 luôn đi. Hai lần liên tiếp đặt 700 này làm sao. Đấy. Thua tiếp đấy anh em ạ. Thua tiếp đấy. Đặt một mê luôn cho tròn đi bởi vì mình đang thắng mà. Giỏi lắm mình đặt lại từ đầu. Ha, đen thế ta. Quá đen luôn đấy. Đây rồi. Thắng ngay đang nghĩ luôn anh em ạ. Nghĩ luôn. Chắc chắn là nghĩ luôn anh em ơi. Chứ bởi vì lỡ mai mình tham nữa tí nữa còn cái gì thì sao. Tốt nhất thì nghĩ hiện tại thôi anh em ạ. Nghĩ nha. Thôi. Anh em thấy không? Cách đấy mình nó rất hiệu quả nha. Cái quan trọng em có giữ được bình tĩnh để mà giành được chiến thắng đến lúc cuối. Em lúc anh nghĩ là em ngon luôn thôi. Thôi nghĩ em ơi. Thôi video em tức nha. Bye bye anh em. Rồi vã này đặt cái bật trúng rồi nè. Mà thôi không sao anh em. Thắng đối với mình như vậy là quá được rồi. Nha. Bye bye anh em.